Kênh Báo Nói kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cả thế giới cần biết được điều gì đang diễn ra. Dầu cọ được chiết xuất từ thịt của quả cọ, từ cây cọ dầu, là nguyên liệu ưa chuộng của các đầu bếp sử dụng trong chế biến thức ăn. Song, đây cũng chính là nguyên nhân đau thương của tội ác diệt chủng động vật và tàn phá hệ sinh thái. Tại các quốc gia như Malaysia, Indonesia, Sumatra, Borneo, hàng triệu hecta rừng nhiệt đới đã bị san phẳng mỗi ngày để làm chỗ sản xuất dầu cọ. Phạm vi chặt phá rừng leo thang từng ngày với một tốc độ kinh hoàng. Công nhân của các nhà máy chế biến dầu cọ được chỉ thị phải xóa bỏ bất kỳ loài động vật hoang dã nào cản đường và cách họ làm điều đó như thế nào không quan trọng. Kết quả là nhóm người tàn độc này đã dùng xe tải lớn để lăn đè qua những con đười ươi vô tội một cách không thương tiếc. Theo một báo cáo ghi lại, trong vòng 20 năm qua, 90% số lượng đười ươi của cả thế giới đã bị giết chết để mở đường cho công tác thu hoạch dầu cọ. Nếu nhân loại cho phép tình trạng hủy hoại sinh thái như vậy tiếp tục diễn ra, loài đười ươi sẽ phải đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng trong năm nay. Chỉ trong vòng 20 năm, những khu rừng hoang dã mà chúng coi là nhà đã sắp sửa hoàn toàn biến mất. Tuy nhiên, thực tế này dường như vẫn không thể làm rung động những con người đang sống trong nhung lụa kia. Thế giới đang cận kề với ngày tận thế, nhưng con người lại tỏ ra rất thờ ơ. Có lẽ đã đến lúc chúng ta nên làm điều gì đó để ngăn chặn hiện trạng vô nhân đạo này. Có lẽ đã đến lúc chúng ta nên dừng tiêu thụ các loại sản phẩm có chứa dầu cọ. Giá thành của dầu cọ khá rẻ. Chúng có thể được tìm thấy ở bất kỳ siêu thị hay cửa hàng tạp hóa nào ở khu vực bạn đang sinh sống. Nhưng xét cho cùng, dầu cọ vẫn chưa chắc đã có lợi cho sức khỏe. Nó làm hại trái tim của chúng ta. Khi mà ngoài kia, sinh mạng của bao nhiêu loài sinh vật đã bị hủy hoại và vẫn đang bị đe dọa từng ngày. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Để cập nhật những bản tin mới nhất của chúng tôi, quý vị có thể đăng ký kênh hoặc ấn subscribe kênh Báo Nói. Hy vọng rằng những thông tin chúng tôi mang lại sẽ khiến quý vị và các bạn cảm thấy hài lòng. Xin chào và hẹn gặp lại!